Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Cường để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô phôi mai vàng ha. Rồi, chào anh. Rồi, chào anh, chào tất cả anh em nha. Hôm nay thì em có một số cây để giao lưu với anh em. Số điện thoại thì em cứ để trên màn hình nha. Anh em xem mà thích cây nào thì cứ alo em. Em giao cây tận nhà nha. Rồi, vô cây số 1 luôn nha. Rồi, mã số 1 quý vị. Rồi, chiều cam nó 70. Rồi, búp măng ha, tay cành đỏ có luôn, này như mắt tre ha, u nần nhìn cũng lạ mắt ha. Rồi mình vô quành em nói luôn anh, quành 25 anh. Rồi xe rồi giao lưu nhiêu anh? Cái này giao lưu giá 1.2 triệu anh. Rồi xuống cây mã số 1. Rồi mã số tiếp theo số 2. Đây. Chiều cao 90. Rồi, xe xe luôn. Rồi, mình vô quành luôn ha. Quành 31 anh. Rồi, chính xác. Rồi, xe nhẹ dòng đế luôn. Rồi, giao lưu như đây anh? Giao lưu giá 2.5 triệu anh. Rồi, xuống cây. Rồi, chuẩn bị mình lên mã số 3 luôn rồi quý vị. Rồi, mã số 3. Mét lẻ 5. Rồi, xe xe luôn. Rồi, mình vô hoành luôn nha quý vị. Hoành 36 anh. Rồi. Rồi, cái này giao lưu nhiêu anh? Đây giao lưu giá 3 triệu anh. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Số 4. 80. Rồi. Rồi, dung hoành luôn ha. Hoành 25 anh. Rồi. Rồi, giao lưu như đây anh? Giao lưu giá 800 ngàn anh. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 5. Chiều cao 90. Rồi, xuống hoành luôn. Hoành 28 anh. Rồi, chính xác. Để thật 3 cộng, tính 3, 4 cộng, to nè. Rồi, giao lưu như đây anh? Giao lưu giá 1.3 triệu anh. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp luôn. Số 6. Chiều cao 68. Rồi, xuống dưới phần quạnh em nói ha. Quạnh 27 anh. Rồi, chính xác. Rồi, giao lưu như anh? Giao lưu giá 1.2 triệu anh. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số 7. Rồi. Chiều cao 80. Rồi. Rồi, chúng bạn luôn ha. Hoành 28. Rồi, xe xe. Rồi, giao lưu như anh? Giao lưu giá 1.1 triệu anh. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo, số 8. Chiều cao 80. Rồi, vô hoành luôn. Em này có bộ rễ trường đẹp quá ha. Hoành 31 anh. Rồi, bộ rễ trường là gì?
Rồi giao lưu nha anh. Này giao lưu giá 2 triệu à. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp luôn, số 9. 95. Rồi, xe xay luôn. Thú mà anh. Này hả? Thú à. Này thú dữ à. Này tựa thôi chứ này không, không giống con thú. Rồi cho cái quanh. Quanh cái mình đó hay hai quanh đó ha. Quanh cổ hả? Cổ đi. Này cổ này cái dướng mấy ngày xíu. Cổ. 28. Rồi, cổ 28. Rồi, giao lưu nhiêu đây anh? Này giao lưu giá 1 triệu 8 mà. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo, số 10. Chiều cao 90 anh. Rồi, xe xe luôn. Rồi, mình vô hoành luôn ha. Quanh 30 anh. Rồi, xe xe. Rồi, giao lưu như thế. Giao lưu giá 2 triệu rưỡi anh. Rồi, xuống cây. Rễ. Rồi, mã số tiếp theo luôn, 11. Tám mươi anh. Rồi, vô hoành luôn. Hoành 28. Rồi, chính xác. Rồi, để một vòng quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Giao lưu giá 900 ngàn anh. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo, 12. Giá 50. Rồi. Ha. Rồi vô quanh luôn. Nhỏ quá quanh lẹ nha. Nhanh gọn lẹ. Đặt vô là thấy hết rồi. Quanh 19. Rồi. Giao lưu nhiêu anh? Giao lưu giá 350 anh. Rồi xuống cây. Gọn ha. Số 13 nha quý vị. 80. Hoành 26. Rồi, chính xác. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Thì giao lưu giá 1 triệu anh. Rồi, xuống cây. Cái này phải ngồi đo nha anh. Rồi. Số 14. 25 anh. Rồi, hoành luôn anh. 20. Rồi, xe xe. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Giao lưu giá 350 anh. Rồi, xuống cây. Gọn. Mini. Mã số 50. Rồi, cao 50. Rồi, vô hoành luôn ha. Hoành 21 anh. Rồi, xe xe luôn. Đế cũng cũ cũng đẹp đó nè. Rồi, giao lưu nhiêu anh? 450 anh. Rồi, xuống cây. 15 ha. Rồi, tiếp tục 16 luôn. Chiều cao 45. Rồi, vô hoành luôn ha. 20 hoành anh. Rồi, xe xe luôn. Rồi, vô lưu nhiêu anh? Vô lưu 400 ngàn anh. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 17. Chiều cao 40. Rồi, vô hoành luôn ha. Hoành 15 anh. Rồi. 14 à. Rồi, giao lưu nha anh. 300 ngàn anh. Rồi, xuống cây. Chiều cao 25 anh. Rồi. Mã số này là 18 nha quý vị. 18. Rồi, vô quanh em nói luôn ha. Có cục gù ạ. Quanh 13 anh. Rồi, có cái cục cũng đẹp nữa nè. Nhỏ mà có vỏ. Rồi, giao lưu nha anh. 300 ngàn anh. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 19. Chiều cao 33. Rồi, vô hoành luôn ha.
Cái này củ đế cũng đẹp đẹp. Quanh 17 anh. Rồi. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Giao lưu 4,5 anh. Rồi, xuống cây. Số 20 ha. Để niệm nôm dữ ạ. À. Cho anh em gì ghép chơi nha. 40, cao 40. Rồi, quanh em nó luôn ha. Quanh 14 rồi anh. Rồi. Để cái gì? Đẹp quá nè. Giao lưu nhiêu anh? 300.000 anh. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 21 luôn ha. Cao 45. Rồi. Vô hoành luôn ha. Hoành 18 anh. Rồi. 17. Đánh 17 luôn. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Giao lưu giá 3,5 à. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 22. Chiều cao 55. Rồi, hoành luôn. Hoành 22 anh. Rồi, xe xe. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Giao lưu giá 550 anh. Rồi, xuống cây. Cao. Cao 35. Rồi, xe xe luôn. Mã số 23 nha quý vị. Búp măng anh. Có tay cạnh luôn. Rồi, hoành luôn ha. Hoành 22. Rồi. Cái này giao lưu nhiêu anh? Giao lưu giá 600 anh. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 54. Chiều cao 60. Rồi. Rồi, giao hoành luôn ha. Hoành 23. Rồi, chính xác. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Giao lưu giá 800 anh. Rồi, xuống cây. Rồi, số 25. Chiều cao 85. Rồi, xe xe. Hoành 24 anh. Rồi. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Giao lưu giá 900 anh. Rồi, xuống cây. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều ha, đã dành thời gian theo dõi. Thì trong quá trình xem quý vị thích cái nào thì cứ mạnh dạn alo anh Cường như quý vị. Để quý vị xem, nếu chưa bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình nha quý vị. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.